Như rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Góc nhìn đa chiều. Thưa quý vị, hiện nay phong trào tắm trắng đang nổi lên một cách rầm rộ. Nếu như trước kia chỉ có các chị em phụ nữ mới chạy theo xu hướng làn da trắng mịn, thì nay ngay cả cánh mày râu cũng đang có chung ý tưởng làm đẹp này. Có lẽ không ít khán giả đang theo dõi chương trình đây cũng đang có ý định trải nghiệm phương pháp làm đẹp này để cải thiện làn da, nhưng còn đang phân vân cũng như là thắc mắc không biết liệu trình như thế nào, có an toàn và hiệu quả hay không. Ngay bây giờ hãy cùng Quỳnh Như mục kích một vài địa điểm tắm trắng siêu tốc xem như thế nào nhé. Chỉ cần lên trang tìm kiếm Google, gõ cụm từ tắm trắng siêu tốc, ngay lập tức, chỉ trong vòng 0,27 giây, đã có 1.440.000 kết quả liên quan đến việc tắm trắng siêu tốc. Và giá cả của thị trường này cũng trên trời dưới đất, từ chưa tới 100.000 đến cả chục ngàn đô la Mỹ. Trong vài những người có nhu cầu tắm trắng siêu tốc, chúng tôi đã tìm đến một spa tắm trắng trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi được hỏi về thành phần các chất làm trắng, thì các nhân viên tư vấn cũng tù mù, không giải thích được. Theo các bác sĩ da liễu cũng như các chuyên gia thẩm mỹ, các phương pháp làm trắng da cấp tốc để được trắng như bạch tuyết là đi ngược lại tự nhiên và có thể gây hại đến sức khỏe của người sử dụng dịch vụ. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, không thiếu những hình ảnh sinh động đến hãi hùng về việc làm trắng cấp tốc bởi các loại kem trộn hay hóa chất không nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, bản chất của các loại kem tẩy trắng da, kem lột da đều chứa những loại hóa chất tẩy. Những chất này khi được thoa lên da sẽ tẩy, làm bong tróc lớp biểu bì trên da, để lại phần da non phía trong. Do vậy, gây nên ảo giác cho người sử dụng về công dụng làm trắng của nó. Thưa quý vị, như vậy thực tế không có công nghệ nào được gọi là tắm trắng đúng nghĩa cả. Sau khi tẩy lớp da được cho là xấu xí ở bên ngoài, bên trong còn non thì nhìn có vẻ trắng, mịn màng nhưng lại không có khả năng bảo vệ tự nhiên và dễ bị tổn thương. Theo các chuyên gia, đây là cách làm trắng da phản khoa học, mạo hiểm. Việc lột da là trái với quy luật sinh lý tự nhiên của da. Bóc đi lớp sừng bảo vệ khiến cho các tế bào non phải tiếp xúc trực tiếp với môi trường, ánh nắng, tia cực tím, nên dễ bị đen sạm và mắc các bệnh về da, trong đó có ung thư. Về bản chất, màu sắc da của mỗi người tùy thuộc vào số lượng tế bào hắc tố melanin có sẵn ở trong lớp thượng bì. Do di truyền, lột đi lớp da bên ngoài không thể thay đổi số lượng melanin có trong tế bào. Những loại kem tẩy trắng đều là hóa chất, chứ không phải là sản phẩm hoàn toàn thảo dược thiên nhiên như một số quảng cáo. Cho nên có những người da đang khỏe, nhưng chỉ sau một vài lần tắm thì da đã bị phỏng, bồng rộp, ngứa rát, bong tróc và sau đó là bị sạm đen, sần sùi, thậm chí là kích ứng tới mức mưng mủ, lở loét, nghiêm trọng hơn là bị ung thư da. Như vậy, có thể thấy những lời quảng cáo bay bướm hay những bằng chứng tưởng như người thật việc thật để biến ước mơ trắng như bạch tuyết trở thành sự thật. Hóa ra cũng chỉ là một cách đánh lừa người tiêu dùng và hậu quả của việc tin theo mù quáng những chiêu trò quảng cáo PR ngày càng tinh vi của các dịch vụ làm đẹp là cái giá phải trả không hề nhỏ. Đội nón rộng vành, đeo mắt kiếng để bảo vệ làn da trước tác hại của ánh nắng mặt trời, bôi kem chống nắng 30 phút trước khi đi ra nắng, chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm việc hợp lý, không sợ mỹ phẩm không được Bộ Y tế cấp phép. Đối với mỹ phẩm đã được cấp phép nên thử trên một vùng da tay nhỏ trước khi bôi lên mặt hay toàn thân. Trên mạng xã hội, những lời quảng cáo về sản phẩm lột da tắm trắng phải nói là muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, những hậu quả của phương pháp làm đẹp này cũng không hề kém cạnh. Khi không chỉ nạn nhân đăng clip đưa ra lời khuyên, bệnh viện ABC nào đó cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp dị ứng do kem tẩy lột dần. Và cộng với những cảnh báo vừa rồi thì không biết rằng với những ai đang có ý định tắm trắng, thay đổi làn da, đang cân nhắc và quyết định lựa chọn sáng suốt cho bản thân hay không. Biết rằng một làn da trắng nõn nà luôn là mơ ước của phái đẹp, nhưng để đổi trắng thay đen bằng mọi cách, bất chấp cả sức khỏe và tính mạng của mình, thì liệu có nên hay không? Nhu cầu làm đẹp và được đẹp thì ai cũng cần, nhưng sức khỏe bao giờ cũng là trên hết, đúng không quý vị? Bởi trên thực tế, da trắng không hẳn là đã là da khỏe, đẹp. Chương trình Góc nhìn đa chiều đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.